Kishin Ashinra. Yo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Tèo Verstappa. Hôm nay mình sẽ có một con Beyblade in 3D và đã đổ resin ha các bạn. Thì ở đây chính là Kishin Ashinra, một Beyblade quá strike ha. Thì tại sao con này tôi lại làm nó? Bởi vì thứ nhất là nó có file, thì lát hồi tôi sẽ để cái file in 3D cho các bạn ha. Thì bạn nào muốn in 3D ra chơi hoặc sơn lên để chân á thì cũng được. Và bạn nào muốn in 3D xong rồi làm cái khuôn bằng silicone và đổ resin giống vậy cũng được luôn. Thì ở đây tôi là cái con này là tôi đã làm một cái khuôn silicone và đã đổ cái phần resin trong suốt ha. Thì nó là một cái con bay màu xanh thì giống như là cái con Bushin Ashinra ở trong cái phần GT á các bạn. Thì đây chính là con GT ha. Đây là Bushin Ashinra. Đó, như bạn thấy đi. Nó hai con này nó có gì khác nhau thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái video Kishin Ashinra nhé. Ok, thưa các bạn, thì trước mắt các bạn đây là những bộ phận của Kishin Ashinra. Cái con này đúng ra nó tên là Asura nha. Thì bản Hasbro nó sẽ là Ashinra. Nhưng mà cái con ngày hôm nay tôi làm á thì nó là Ashinra, bởi vì là cái hệ thống này là hệ thống Quad Strike của bên Hasbro ha các bạn. Thì như các bạn thấy ở đây, đây chính là cái phần core ha. Cái phần core này thì nó y chang những cái core khác thôi, giống như là cái core Raphael mà tôi mới review cách đây không lâu. Thì cái con Raphael đó nó chơi được high mode và nó chơi được low mode. Thì nói chung cái con này thì là một cái phần resin, nhưng mà như các bạn thấy đi, tôi đã sơn và đã làm cho nó này nọ và nó clear ha các bạn. Đây, như các bạn thấy ở đây ha, nó clear nha. Nó giống như những con bay Quad Strike của bên phần Beyblade Burst Quad Strike. Cái phần mặt á, cái người thiết kế cái core này được thì nói chung là ta lấy cảm hứng từ nguyên một cái con Ashinra luôn. Nhưng mà nó khác một vài cái chi tiết á, như các bạn thấy ở đây ha. Cái chữ A ở trên cái con Ashinra nè. Đó, cái chữ A này nó nhỏ hơn và cái chữ A trên cái core này nó khá là to và nó có hai chữ A lận nha. Ở đây một chữ và ở đây có một chữ nữa thì nó có tới hai cái chữ A luôn. Và cái phần mặt á thì được kiểu như là tái tạo lại một xíu nhìn cho nó khác biệt đi so với lại cái bản Bushin ha. Nói chung là cái con này thì là một con bay thuộc dạng là defense cho nên là các bạn nhìn cái phần core của nó khá là ổn áp ha. Ồ, nói chung là cũng được lắm chứ. Và thật sự thì cái con này tại sao mình không có sơn cái này màu cu mà mình lại sơn nó là màu vàng ha. Thì đơn giản thôi, cái màu vàng là cái màu vàng phát quang các bạn. Mình làm cái con này cho nó sáng khi mà nó gặp cái đèn UV á, nó sáng như là những cái con bay Quad Strike ở bên Hasbro luôn. Thì thành ra mình bắt buộc mình phải sơn cái màu vàng này chứ không có sơn cái màu cu được, tại vì màu cu khi nó vô cái đèn UV nó không phát sáng. Đó, nó chỉ lấp lánh giống vậy thôi. Nói chung là cũng bình thường thôi. Còn cái bản Kishin này á gần như mình làm theo giống với lại cái bên Quad Strike ha. Thì đây chính là một con Hyperion ở bên Beyblade Quad Strike ha các bạn. Đó, như các bạn thấy đi, mình gần như là mình làm theo cái phong cách của Hasbro luôn, cho nên là cái phần nhựa này của nó là clear và cái phần play của nó này cũng là clear luôn. Nhưng mà lát hồi mình sẽ cho các bạn coi một số cái chi tiết khác ở bên cái con Hasbro ha. Và đây chính là cái phần play, cái phần khác biệt nhất ở trên cái con Beyblade Quad Strike mà in 3D đổ resin này thì nói chung là nó khác biệt khá là rõ ràng các bạn. Đây ha, nói chung là cái play này thì người ta thiết kế là cái một loại play đặc cho nên là như các bạn thấy đó, khá là nặng ha. Khi mà cái con này mà lắp một cái combo mà chuẩn Takaratomy á thì thật sự nó rất là nặng, ngoại trừ cái ammo này thôi. Đây, cái ammo đó bằng nhựa như là những cái con bay Quad Strike khác ha. Thì ở đây chúng ta có những cái ngạnh gài của Quad Strike này như các bạn thấy ở đây ha. Đó, đây là một cái thuộc dạng là custom, một cái custom bay nhưng mà cái màu cẩm thạch mới bằng. Ừ, cái màu này rất là đẹp nhé. Tôi không hiểu sao tôi pha cái resin xong tôi đổ cái nó ra cái màu, trời nhìn ưng con mắt dễ mang. Thì như các bạn thấy ở đây ha, đây là cái play của bên Hasbro, nó cũng là thuộc dạng trong suốt và nó kiểu nó hơi đục đục chứ nó không có trong suốt như là Takaratomy hoàn toàn. Nói chung cái play này là một cái play defense và được tạo ra dành cho riêng cái con này thôi. Cái ông thiết kế cái file này cũng hay chứ, tại vì cái play này tôi thấy tôi chơi nó cũng cũng được lắm á. Thì ở đây thì có những cái chi tiết hình cái kiếm nè, cũng giống như là cái phần cái ring của con này. Đó, như các bạn thấy ha, y chang luôn. Đó, không khác gì luôn nhưng rất là đẹp ha. Đó, cái phần này là cái phần cái base base cái ring tôi quên này của Bushin. Đây là Bushin. Còn ở đây là Kishin ha. Kishin nó khác nhau là ở cái chỗ là gì?
nó khác nhau ở cái màu. Nó chơi thôi thì cái con Bushin này, con Bushin màu đỏ thì cái nói chung là cái màu nó không quan trọng đâu, thì nhìn khá là đẹp ha. Và thực sự là khi mà tôi làm, tôi đổ xong cái play này, tôi thấy khá là ưng, tại vì là nó quá đẹp nha, nó quá là đẹp và nó rất là nặng nữa các bạn. Thằng này thì nó thuộc dạng là nó phòng thủ, nó defense ha, cho nên là nó phải có những cái góc cạnh giống như nè, thuộc dạng nó gần như na ná là Kirbyus. Và ở đây tôi có sơn những cái sơn mà phát quang luôn, cho nên là cái con này khi mình nó nổi lên thì nó cũng rất 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 là đẹp ha. Thì thay vì tôi xài một cái loại Hurricane thì tôi sẽ xài lại cái này là cái TQ ha. Cái này là cái TQ Quadstrike. Nói chung là cái con cái này là cái disc của con Pandora cho nó tăng cái độ life after death. Và một cái extend, cái extend này là thuộc dạng là cái extend của bên Hypersphere, cái một cái driver của Hasbro thôi đó. Nhìn nó cũng là extend đó, nhưng mà nó rất là bầu và nó, cái life after death nó rất là cao. Thì tôi sẽ sử dụng cái combo này cho con Kishina Shinra ngày hôm nay. Nói chung là cái con này thì không có gì để nói nhiều, và nó được nâng cấp để cho lên cái dòng Quadstrike thôi. Thì con này được chủ sở hữu của nó là Aman Aman Kusa gì đó quên này, lâu lắm rồi thì tôi không nhớ thôi, nhưng mà tôi nhớ khứ tên Aman. Thì cái con bay này là con bay tên nó là nhạt nhòa nhất trên cái dòng GT luôn á. Nhưng mà tại sao tôi lại làm nó, bởi vì tôi khá là thích nó. Khi mà các bạn chọn đúng cái combo cho cái con Asura thì gần như nó bất tử các bạn. Dạ, nó rất là ok. Nhưng mà nếu với bạn nào mà biết cách tạo combo thôi ha. Ok, giờ tôi sẽ lắp cái con Kishin Ashinra này lại ha. Khi mà mình lắp vô á, thì cái dòng này nó khá là cứng nè, cho nên là mình nghĩ là con này khi mà muốn burst thì cũng khá là khó. Cho nên là con này có thể, yeah, maybe nó có thể nó chơi được chung với lại một số con bay Takaratomi á. Bởi vì về cái độ burst á, thì nó rất là khó burst ha. Thì hai cái con này của tôi nó bị ngược mấy ba. Con này của tôi thì tôi mod lại cái driver Takaratomi mà nó màu xanh, ở trên nó màu đỏ. Còn con này thì ở trên màu xanh dưới màu đỏ. Thì nói chung là tôi tạo cái này nó nhìn cho nó ngược ngạo vậy, cho nó hấp dẫn vậy thôi, chứ nó không có gì hết. Thì mình có thể mình lấy cái này. À, mình có thể mình lấy cái này để mình thả qua bên này luôn thì nó cũng ok, nhưng mà mình không thích, mình thích cái combo này hơn. Bởi vì là cái combo này tăng cho chúng ta một cái lượng life to death và một cái lượng stamina nhất định ha. Thì nhớ một con bay cẩm thạch ngọc lục bảo Ashinra thì nó có thể làm được gì. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn test spin để xem coi Kishin Ashinra này có thể làm được gì ha. Let's go. Ok thưa các bạn, thì đây chính là cái sàn bắp bên ha. Nói chung là một cái sàn Speedstorm, cho nên là tôi tháo những cái chân ra cho nó bắp bên giống vậy á, để cho cái con bay nó chạy nó tấn công là cũng vui lắm, giống như là cái bản Beyblade Zero G á. Thì hôm nay tôi sẽ chơi cái bản bắp bên này và test spin Kishin Ashinra để xem coi Ashinra nó như thế nào ha. Ok, 3-2-1 go. Đây chính là Kishin Ashinra khi mà chơi trên cái sàn bắp bên này ha. Đó như các bạn thấy nó chạy đó, thì nó chạy theo kiểu là nó nghiêng luôn, và khi đã vào trong trung tâm thì nó sẽ phòng thủ lại đó. Nói chung là con Kishin này tôi khá là kỳ vọng về nó ha, và rất là thích luôn. Thì và bây giờ chúng ta sẽ cùng test spin nó với lại một số Beyblade Burst Quadstrike khác để xem coi Kishin Ashinra này có thể làm được gì ha. Let's do it. Đầu tiên World Knight đối với lại Kishin Ashinra. Let's go. Ok, Kishin Ashinra và World Knight. Để xem coi live after death của hai khứa này xem thằng nào ghê ha. Thì Kishin lao vô tấn công rất là đau các bạn. Và đây là một Beyblade như tôi nói ha, một bay defense và đang đánh với lại một con bay stamina. Để xem coi Kishin Ashinra có live after death của nó hay là cái con World Knight là giành chiến thắng. Rất là xuyên sao, nhưng mà World Knight vẫn giành chiến thắng trước Kishin Ashinra ha. Nhìn tiếp theo. Ok, Kishin Ashinra. Để xem coi lần này Kishin hay là World Knight giành chiến thắng các bạn. Thì cái sàn này nó bắp bên á, thì thành ra là cái độ tấn công của nó rất là kinh khủng. Và thật sự thì con Kishin này nếu mà nó rất là xíu sao luôn. Nhưng mà thật sự hai con này nó gần như là ngang tài ngang sức của mấy ba. Rất là ghê gớm ha. Hyperion, let's go. Ok, Kishin Ashinra và Hyperion. Để xem coi Kishin hay là Hyper. Rồi, Hyperion có mùi rồi. Và Kishin Ashinra đang đứng giữ nguyên một chỗ luôn các bạn. Và Kishin Ashinra là người chiến thắng. Damn. Lần này tôi sẽ chơi cái mod bình tĩnh cho con Hyperion để xem coi nó làm được gì Kishin Ashinra không nhé. Ok, Kishin Ashinra. Thì Kishin nó tấn công khá là ghê gớm mà, như các bạn thấy đó. Khi mà nó vô đúng cái sàn của nó thì nó đánh rất là kinh khủng ha. Wow. Ok.
và để xem coi đây là một cái dạng độ stamina và Kizin Ashinra giành chiến thắng các bạn. Cái driver Hyper Sphere này á, nó thuộc dạng là cái, nó làm cho cái life death nó khá là tăng và cộng thêm cái disc này nữa thì thật sự là combo này là hủy diệt ha. Để xem coi Kizin Ashinra hay là Hyperion thì hai con là đều là cái hệ thống Quad Strike System và một con là xanh lè và một con là rất là đẹp ha. Thì nên cái bàn UV của tôi tháo mất tiêu cái đèn UV cho nên là tôi không biết con này phát sáng như nào. Và nói chung là con Kizin Ashinra của tôi lại thắng rồi đó. Tiếp theo, vào chuyện, let's go. Ok, Kizin Ashinra và vào chuyện. Để xem coi hai đứa nào gơ nha. Kizin nó tấn công rất là kinh khủng các bạn. Gần như là một con bay phòng thủ nhưng mà toàn là tấn công không à. Và Kizin Ashinra giành chiến thắng. Ok, trận chiến bắt đầu. Để xem coi vào chuyện lần này có lật ngược tình thế hay không, hay là vẫn là Kizin Ashinra đây. Wow. Từ, hold on, vào chuyện bị kẹt rồi. Và Kizin Ashinra giành chiến thắng trước cái điểm stamina của vào chuyện ha. Cypher Excalibur đấu với lại Kizin Ashinra. Let's go. 3-2-1. Ok, lần này là coi như là ngon lành rồi nè. Để xem coi Cypher Excalibur có làm gì được cái con Ashinra này của tôi hay không ha. Cả hai đều tấn công rất là ghê gớm và Ashinra mới rồi không bị nấu lửa. Và phải nói sao ta, Kizin Ashinra là một cái con bay gì đó khá là mạnh ha. Và 10 điểm. Em tiếp theo. Ok, Ashinra hay là Excalibur. Một con bay defense rất là kinh khủng các bạn. Gần như là tấn công là không có ăn thua với lại Kizin Ashinra luôn ha. Và thật sự Kizin rất là mạnh luôn. Và đây chính là Kizin Ashinra. Chốt cái đơn lại thì đây là một Beyblade nói chung là rất là kinh khủng ha. Thì về cái mặt stamina cũng như là cái mặt defense của nó. Và thực sự thì con này nó chỉ thua mỗi con Wing Knight thôi, tại vì nó quá tròn. Ừ thì con này nó không có được tròn như là con Wing Knight. Nhưng mà theo tôi thì Kizin Ashinra là một cái con nói chung là chưa test thử với lại Longinus. Cho nên là chưa thể nào mà tôi biết được là cái con này nó có thể ăn được Longinus hay không ha. Bởi vì là đây là một cái con bay mà thực dạng là Quad Strike cho nên là tôi cũng khá là ngại test là Longinus thì sợ nó bể. Thì chắc chắn rồi, Longinus nó mạnh lắm, nó mạnh kinh khủng luôn. Cho nên là con này thì nó chỉ có thể chơi được với là những con bay Quad Strike khác thôi ha. Và hình như nó có một cái bản Dynamite System nữa nhưng mà yeah, tôi không thích lắm. Tôi chỉ thích cái mẫu này tại vì là theo thuộc dạng là remake của Hasbro á, cho nên là khá là ưa nha. Yeah, tôi khá là ưa về cái mẫu này. Thì nói chung thì con này nhìn cũng ra gì phết đó chứ bộ nó cũng đẹp á ha. Đây chính là Kizin Ashinra. Nếu mà bạn nào thì muốn in thì cứ nhấp vào cái đường mô tả bên dưới ha. Mình sẽ để cái file cái con Ashinra này ở bên dưới cái phần mô tả và phần comment luôn. Bạn nào muốn in về thì nếu mà in chơi không cũng được. Và nếu mà bạn nào mà muốn in mà theo kiểu là đổ resin giống tôi vậy thì có thể in về thì tập đổ resin chơi nó cũng khá là đẹp ha. Đó, như bạn thấy đây, Kizin Ashinra nè. Thì rồi, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu thích cho tôi một like, một subscribe dưới nha. Ngoài ra đừng quên bấm vô cái chuông để nhận những video mới nhất từ tôi ha. Nói chung là con này cũng được. Chấm thì 7/10. Đó, Kizin Ashinra. Peace.